Chào các bạn. Con người chúng ta thì phát triển gồm thân tâm trí đúng không ạ? Thân xác này, tâm hồn này và trí tuệ. Thì rõ ràng thân là quan trọng nhất, là mình phải ăn uống như thế nào để nuôi dưỡng cái cơ thể này phát triển lành mạnh, khỏe mạnh. À, năm ngoái mình có đọc được cuốn sách Muôn Kiếp Nhân Sinh, mình để làm hình đây này. Thì trong Muôn Kiếp Nhân Sinh 2, từ trang 103 đến 109, tác giả có nhắc đến vấn đề dinh dưỡng và mình đọc mình thấy rất là tâm đắc. À, từ khi mà đọc được cuốn sách này thì gia đình nhà mình ấy đã chuyển từ chế độ ăn dần dần ít thịt và tăng rau củ và trái cây lên. À, ngoài nguyên nhân về tâm linh mọi người chỉ biết đơn thuần là sát sinh rồi nghiệp quả các đúng không? Thì cuốn sách này họ giải thích rất là kỹ hơn về vì sao về vấn đề khoa học ấy. Thì mình có nốt ra được ba cái lý do về vấn đề khoa học mình thấy rất là hay, mình chia sẻ lên đây. Cũng có nhiều bạn hỏi là vì sao gia đình nhà hàng lại ăn chay được, thì thực ra là mình hiểu được những cái như này ấy, thế nên là mình tích cực mình chuyển dần ra thôi đó. Thì theo như cuốn sách nhé, nguyên nhân đầu tiên thì chắc mọi người cũng đều biết đó là thịt cá hiện nay ấy, thịt hiện nay kể cả thịt lợn, thịt bò, thịt gà hầu như là đều là chứa nhiều những tàn dư hóa chất rồi dư lượng kháng sinh, chất kích thích vân vân đúng không, hiếm mua được cái thịt nào mà là lành mạnh hay thịt sạch lắm. À, đa phần những cái hóa chất đấy nó sẽ kích thích các tế bào của động vật để cho nó lớn nhanh lên, để trứng nhanh lên hoặc lớn nhanh lên, thịt siêu nạc các thứ để mình thu được lượng sản lượng nhiều hơn đúng không? Thì rõ ràng những cái hóa chất mà có thể giúp cái tế bào của động vật phát triển bất thường, lớn nhanh lên khi con người nạp vào nó cũng sẽ khiến cho cái tế bào của con người nó phát triển bất thường đúng không? Mà phát triển bất thường tế bào là một trong những nguyên nhân gây ung thư nặng là ung thư, còn nhẹ là dậy thì sớm. Hiện nay là rất nhiều đứa trẻ nó tâm trí nó chưa phát triển, cái thân của nó đã phát triển như người trưởng thành rồi đấy. Cái nhân này là rất nhiều người cũng đã nhìn ra rồi. Thì cũng có nhiều ý kiến là thế bây giờ mình tìm được nguồn thức ăn sạch thì mình nạp cũng vào cơ thể cũng được đúng không? Thì cuốn sách này rất hay là họ phân tích rất kỹ đây dưới này, các bạn có thể tìm đọc nhé, có thể đọc ở trên mạng hoặc mua về, hoặc là mình có sẵn file đây, bạn nào muốn thì mình sẽ gửi cho bạn đọc. Họ phân tích rất kỹ là nếu như mà thịt sạch thì ăn có tốt hay không. À, thì ở đây tác giả người ta lập luận như thế này: khoa học chứng minh là tâm trạng con người cũng có ảnh hưởng đến sức khỏe đúng không, rõ ràng là khi mình buồn thì mình dễ bị cảm cúm hơn, stress hay mệt mỏi rõ ràng mình hay bị ốm hơn đúng không. Còn khỏe mạnh thì đôi khi tự nhiên lại tự khỏi bệnh, tại vì cơ thể sinh ra các chất đề kháng để diệt những con virus gây bệnh đấy rồi. À, thì họ chứng minh là khi mà cái tâm trạng của con người lo lắng này, buồn rầu, sợ hãi, đặc biệt là sợ hãi nhé, thì cơ thể sẽ tiết ra các độc tố sẽ tích tụ dần trong cơ thể con người và sinh ra bệnh tật. Con người cũng vậy và động vật cũng vậy. Do vậy mà trước khi mà bị giết ấy, trước khi chết mà chúng sợ hãi đúng không? Động vật sợ hãi nó sẽ tiết ra những độc tố nó tích vào trong cái xác động vật đấy. Và khi mình ăn những cái xác động vật đó vào trong cơ thể thì nó rõ ràng mình cũng đã nạp cái năng lượng xấu và độc hại đúng không? Tích tụ dần và cũng là một trong những nguyên nhân gây bệnh. À, mình cũng biết sơ sơ được là hình như là ở đạo Hồi họ có cái đạo luật là nếu mà giết động vật là phải giết nhanh để chúng không đau đớn ấy, là nhân đạo ấy. Cái đấy rất là ít, không phổ biến, đa phần là mình vẫn làm theo cách thông thường. Rõ ràng mình ăn thịt động vật và chúng cũng rất sợ hãi đúng không, và mình cũng phần nào nạp cái độc tố vào cơ thể đó, nên là hạn chế được cái chất đạm từ động vật đi thì cũng sẽ bớt tích tụ được cái độc đi. Cái thứ ba thì người ta cũng họ cũng lập luận là trong cái dạ dày của người ấy, là có hàng trăm tỷ vi khuẩn vi sinh vật sống ở trong bụng, trong ruột con người đúng không? Trong đó có những lợi khuẩn tốt tăng sức đề kháng cho người, cũng như có những hại khuẩn nó sẽ bào mòn tế bào, gây gọi như là ăn mòn tế bào và gây tích tụ dần thành bệnh bệnh ấy. Thì khoa học cũng chứng minh được là những cái lợi khuẩn ấy thì nó lại ưa những cái thức ăn thanh nhẹ như là rau củ, trái cây. Còn những cái vi khuẩn độc hại thì nó lại ưa những cái chất như là dầu mỡ, thịt cá, đường, trứng. Ở đây rất rõ như vậy. Thì chắc đây cũng là một trong những lý do mà hầu như mọi người đều nghe rất nhan nhản rất nhiều là vì sao mình nên ăn ít dầu mỡ đúng không? Mình không hiểu cụ thể vì sao. Thì hóa ra là
mình ăn bớt dầu mỡ đi để cho những cái hại khuẩn đấy nó không có thức ăn, nó chết đi, nó chết dần đi. Còn mình ăn nhiều rau củ trái cây là mình đang nuôi những cái lợi khuẩn để phát triển tốt, để sinh cho cơ thể cái đề kháng tốt và giúp cho mình khỏe mạnh hơn đó. Sau đó mà tùy thức ăn mà chúng ta nạp vào cơ thể ấy, đấy, nó sẽ giúp dần dần nó sẽ cho mình cái cơ thể mới khỏe mạnh hơn. Và nên khi mình biết những kiến thức này thì mình sẽ nạp bớt những cái thức ăn độc hại đi, và nạp tăng dần những cái thức ăn thanh nhẹ, rau củ quả trái cây, nạp dần để cơ thể thanh lọc dần. Đó. Và dần dần mình sẽ có một cơ thể mới khỏe mạnh hơn. Bệnh từ miệng mà ra, mà họa cũng từ miệng mà ra, đúng không? Câu này rất nổi tiếng của người phương Đông. Cuối cây trang này, sau số 109 ấy, tác giả cũng có nói đến một ví dụ là vợ của ông bạn cũng bị bệnh ung thư ấy. Thế mà về sau chuyển sang, khi mà biết cái chế độ này ấy, bà chuyển sang chế độ ăn uống lành mạnh. Đây, chế độ dinh dưỡng ăn uống lành mạnh thì sau đó các bác sĩ cũng phải ngạc nhiên bất ngờ. Đây, bà chuyển sang chế độ dinh dưỡng kiêng các chất như đường, thịt cá, dầu mỡ, sử dụng nước trái cây, ăn rau củ để loại bỏ độc tố trong cơ thể, đồng thời học cách suy ngẫm và chấp nhận mọi sự, không lo lắng buồn phiền. Sau đó là bà đã khỏe mạnh, bệnh ung thư không còn phát triển nữa. Các xét nghiệm ung thư ở bệnh viện của Mata sau đó các bác sĩ cũng thấy nó như vậy. Đó là một ví dụ, tức là ngoài cái việc ăn uống ra thì cái tâm tâm của mình cũng phải suy ngẫm và hạn chế lo lắng buồn phiền, nghĩ đến những điều yêu thương tích cực đấy. Đấy, còn trí tuệ là học hành thì để phần sau, đúng không? Mình khỏe về thân xác và cái tâm mình được chữa lành đã, lúc đó mình mới có thảnh thơi mình học thêm những trí tuệ mới. Đó. À, thân tâm trí. Video này mình sẽ chia sẻ sơ sơ về phần thân như thế, tại vì mình rất tâm đắc cái cuốn sách này và nó cũng đã giúp cho gia đình mình điều chỉnh chế độ ăn uống gần 1 năm vừa rồi, và tự nhiên hôm nay có cảm hứng để quay cái video này. Đấy, ba ý mình nốt ở bên này nhé. Xin chào.